Một nhà virus học của Mỹ khôi phục được dữ liệu gen virus corona ở Vũ Hán. Thông tin mới này liệu có ảnh hưởng gì tới giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm mà chính quyền ông Joe Biden đang điều tra hay không? Giữa lúc bị gọi tên liên tục về vấn đề lạm dụng người dân tộc thiểu số ở Tân Cương, Trung Quốc ban hành sách trắng về bảo vệ nhân quyền. Đặc phái viên Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản xử lý thận trọng vấn đề nước nhiễm xạ. Vấn đề sử dụng vũ khí quá mức đã lên đến mức báo động tại Mỹ. Ông Biden cam kết xử lý nghiêm những người buôn bán súng trái phép. Cùng lúc đó, Nga thông báo kế hoạch đàm phán vòng đầu với Mỹ về kiểm soát vũ khí. Thủ tướng Đức tuyên bố EU phải hợp sức đối phó với các hành động khiêu khích của Nga. Các thông tin đáng chú ý khác, Bộ trưởng Môi trường Brazil từ chức vì cáo buộc buôn lậu gỗ. Giới nghệ sĩ Mỹ kêu gọi từ bỏ quyền giám hộ cho ca sĩ Britney Spears sau 13 năm, theo lời nữ ca sĩ là địa ngục do chính cha mình tạo nên. Giáo sĩ Indonesia bị kết án 4 năm tù vì lan truyền thông tin sai lệch về COVID-19. Thủ đô của Đan Mạch là thành phố chất lượng sống đứng đầu thế giới. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thì Yến chào mừng quý vị cùng đến với bản tin Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Mở đầu sẽ là một số thông tin về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Theo The Wall Street Journal, một năm trước thì hơn 200 trình tự gen virus ban đầu ở Vũ Hán được yêu cầu xóa khỏi cơ sở dữ liệu khoa học trực tuyến. Tuy nhiên vừa qua thì ông Jess Blum, một nhà virus học tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle, Mỹ, cho biết là đã khôi phục được 13 trình gen trong số đó bằng cách lật tung các tập dữ liệu lưu trữ trên Google Cloud. Vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, ông Jess Blum, một nhà virus học tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle, Mỹ, cho biết đã khôi phục được 13 trình gen trong số hơn 200 trình tự gen virus ban đầu ở Vũ Hán bằng cách lật tung các tập dữ liệu lưu trữ trên Google Cloud. Dữ liệu mà ông Blum công bố còn mang tới nhiều thông tin mới để xác định thời điểm và cách thức virus nCoV truyền từ dơi hoặc động vật khác sang người. Phân tích cũng củng cố những tranh luận rằng virus có thể đã lưu hành ở Vũ Hán trước các đợt bùng phát đầu tiên liên quan tới động vật và chợ hải sản hồi tháng 12, 2019. Dù thông tin mới không ảnh hưởng tới giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm mà chính quyền ông Joe Biden đang điều tra, tuy nhiên nó làm dấy lên câu hỏi tại sao các trình tự gen ban đầu bị xóa. Ông Blum xem việc xóa trình tự gen là một hành động đáng ngờ, có vẻ các trình tự gen được xóa để che giấu sự tồn tại của chúng. Ông viết trong báo cáo mới đăng trên tạp chí khoa học BioSeq. Kính thưa quý vị, vào thứ Năm 24 tháng 6, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc đã ban hành sách trắng về các cách mà Đảng Cộng sản tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Năm 2021 đánh dấu 100 năm thành lập CPC. Sách trắng có tiêu đề Đảng Cộng sản Trung Quốc và bảo vệ nhân quyền, nhiệm vụ 100 năm, cho biết trong hơn một thế kỷ qua thì CPC đã đầu tư một nỗ lực to lớn vào việc bảo vệ nhân quyền, góp phần quan trọng vào tiến bộ nhân quyền toàn cầu. Vào ngày 24 tháng 6, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc đã ban hành sách trắng về các cách mà Đảng Cộng sản CPC trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Năm 2021 đánh dấu 100 năm thành lập CPC, sách trắng có tiêu đề Đảng Cộng sản Trung Quốc và bảo vệ nhân quyền, nhiệm vụ 100 năm. Sách trắng cho biết, trong 100 năm qua, CPC luôn đặt con người lên hàng đầu, áp dụng nguyên tắc phổ biến của quyền con người trong bối cảnh điều kiện quốc gia, lưu ý rằng CPC thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cá nhân và cố gắng mang lại cho mọi người cảm giác thành công, hạnh phúc và an toàn hơn. Tài liệu cho biết, kể từ năm 2009, Trung Quốc đã vạch ra 3 kế hoạch hành động nhân quyền quốc gia tham gia vào một chương trình xóa đói giảm nghèo lớn, tập trung vào các vùng nông thôn. Sau 8 năm đấu tranh liên tục, vào cuối năm 2020, Trung Quốc đã đạt được mục tiêu xóa bỏ tình trạng nghèo đói tuyệt đối như đã đề ra. Vừa qua, thì ông Zhang Shuang, đặc phái viên Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc cho biết Nhật Bản nên nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, xử lý thận trọng vấn đề liên quan đến nước nhiễm xạ hạt nhân từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đồng thời giải quyết vấn đề này một cách công khai và minh bạch. Tại hội nghị lần thứ 31 của các quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, ông Jens Schuan,
phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Nhật Bản nên nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, xử lý thận trọng các vấn đề liên quan đến nước nhiễm xạ hạt nhân từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đồng thời giải quyết vấn đề này một cách công khai và minh bạch. Nhật Bản nhận thức đầy đủ về những thiệt hại nghiêm trọng đối với môi trường biển toàn cầu về việc xả nước thải bị ô nhiễm hạt nhân ra biển. Rõ ràng có sự nghi ngờ và phản đối từ trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vì lý do kinh tế, Nhật Bản vẫn đơn phương quyết định làm việc này. Nước này cũng không tham vấn một cách kỹ càng với các bên liên quan, bao gồm cả các nước láng giềng, hoặc thông báo các thỏa thuận về giám sát và xác minh. Hành động với động cơ như vậy chứng tỏ Nhật Bản là không minh bạch, thiếu trách nhiệm và không thân thiện, cố ý làm tổn hại đến lợi ích của người khác vì lợi ích của riêng mình. Điều đó đi ngược lại sự đồng thuận và xu thế chung của cộng đồng quốc tế về bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên hàng hải. Ông Zhen Xuan cho biết Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Nhật Bản không xả nước thải ô nhiễm hạt nhân ra biển trước khi tham khảo ý kiến của tất cả các bên và các tổ chức quốc tế có liên quan và đạt được đồng thuận. Hội nghị lần thứ 31 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển diễn ra vào ngày 21 đến ngày 25 tháng 6. Tại Mỹ vừa qua, Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ truy quét những kẻ buôn bán súng bất hợp pháp và tăng cường tài trợ liên bang để hỗ trợ cho việc thực thi pháp luật địa phương, trong bối cảnh tỷ lệ giết người đã tăng vọt ở các thành phố lớn. Ông Biden đã công bố chiến lược xử lý triệt để vấn nạn sử dụng vũ khí quá mức trong một bài phát biểu được truyền hình sau một cuộc họp tại Nhà Trắng với Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, một nhóm quan chức lưỡng đảng gồm các thị trưởng và người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật. Đáp lại những chỉ trích từ phía đảng Cộng hòa cho rằng các cố gắng nhằm kiểm soát súng đạn sẽ là vi hiến, ông Biden khẳng định, chúng tôi không thay đổi hiến pháp mà đang thực thi hiến pháp. Tổng thống Biden chỉ ra rằng số vụ giết người trong quý 1 đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời nhấn mạnh đây chính là lý do giải thích tại sao cần siết chặt luật về súng đạn. Qua đó, ông kêu gọi Quốc hội cùng hành động liên quan đến luật kiểm soát súng đạn nhạy cảm này, đồng thời khẳng định đây là cơ hội đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng nhau thực hiện trách nhiệm của chính phủ là đảm bảo an toàn cho mọi người. Kế hoạch của ông Biden đề cập đến các cách thức để ngăn chặn dòng chảy của các loại vũ khí nóng được sử dụng trong các vụ bạo lực, đồng thời cho phép các cơ quan có thẩm quyền được chuyển lượng tiền chưa sử dụng trong các quỹ ứng phó với dịch COVID-19 sang chi trả cho việc tuyển dụng cảnh sát mới, công nghệ chống tội phạm và các nỗ lực tăng cường nhằm truy tố các đối tượng buôn lậu vũ khí. Tổng thống Biden cũng gợi ý rằng các cơ quan chức năng sẽ trấn áp các đối tượng mà ông gọi là những kẻ buôn bán cái chết, chuyên cung cấp vũ khí sử dụng trong các vụ phạm tội. Ông cho biết 9 trên 10 khẩu súng trái phép phát hiện tại hiện trường được mua từ 5% cửa hàng bán súng trên cả nước. Vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này cho biết vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Mỹ về kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 16 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nhất trí tiến hành cuộc đối thoại về ổn định chiến lược song phương nhằm đặt nền móng cho các biện pháp giảm nguy cơ và kiểm soát vũ khí trong tương lai. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã thảo luận thực trạng và triển vọng phát triển hơn nữa quan hệ song phương, các vấn đề chiến lược an ninh, cũng như các vấn đề quốc tế, bao gồm hợp tác trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 và giải quyết các xung đột khu vực. Mặc dù thừa nhận không thể ngay lập tức cải thiện được mối quan hệ, nhưng hai bên cũng thừa nhận tinh thần chung của cuộc gặp là thẳng thắn xây dựng, không khiêu khích và rất thực tế, nhờ đó mở ra tín hiệu cải thiện quan hệ Nga-Mỹ. Cũng vì vậy mà vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Mỹ về kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược mới có khả năng diễn ra vào tháng 7 tới. Vào ngày 20 tháng 6, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov trở lại New York nhận nhiệm vụ sau vài tháng được triệu hồi về nước khi quan hệ song phương xấu đi. Nga và Mỹ cũng mới kích hoạt các hoạt động liên lạc để bình thường hóa những hoạt động của đại sứ quán hai nước ở Washington và Moscow. Vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Liên minh châu Âu nên tìm kiếm các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin cùng nhau chống lại những hành động khiêu khích từ Nga. Trong một bài phát biểu trước Quốc hội Đức,
Thủ tướng Angela Merkel cho biết EU cần phải tìm cách liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga, thêm rằng vấn đề khí hậu và an ninh nằm trong số những lợi ích chiến lược của họ chung với Nga. Bà Merkel nói rằng việc Tổng thống Mỹ đối thoại với Tổng thống Nga là chưa đủ. Cùng lúc, Thủ tướng Đức cũng nói rằng EU cần phải phát triển các cơ chế chung để phản ứng trước các chính sách của Nga, cùng lúc đối phó với những hành động khiêu khích của Nga. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva hồi tuần trước. Trong đó, hai nhà lãnh đạo thảo luận về quan hệ song phương vốn đang ở mức thấp kỷ lục. Một trong số những đề tài gây bất đồng nhất chính là dự án xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2, dự kiến bơm 55 tỷ mét khối khí từ Nga tới Đức mỗi năm. Washington cho rằng dự án này đe dọa an ninh châu Âu bởi nó cho Nga quá nhiều quyền lực trong khu vực, mặc dù Moscow đảm bảo rằng đây chỉ là vấn đề về kinh tế. Tại Brazil vừa qua, thì ông Ricardo Salles thông báo từ chức. Động thái này diễn ra hơn một tháng sau khi tòa án tối cao Brazil yêu cầu mở cuộc điều tra về sự liên quan của vị bộ trưởng trong các phi vụ buôn lậu gỗ. Trong cuộc họp báo tại dinh Tổng thống hôm 23 tháng 6, ông Ricardo Salles cho biết tôi đã trình đơn từ chức lên Tổng thống và được ông ấy chấp thuận. Cựu bộ trưởng 46 tuổi nói rằng trong quá trình công tác, ông đã nỗ lực tìm cách cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, nhất là yêu cầu hành động đối với nạn phá rừng ở khu vực Amazon của Brazil. Sắp tới, thì ông Joaquim Alvaro Pereira Leite, thư ký hiện tại của bộ trưởng, sẽ thay thế ông Salles nắm quyền điều hành tạm thời Bộ Môi trường. Vừa qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi nỗ lực xây dựng dựa trên những tiến bộ đã đạt được ở Libya, kêu gọi các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê rút khỏi Libya. Trong một đoạn video gửi tới hội nghị Berlin 2 về Libya thì có sự tham gia của 17 quốc gia và 4 tổ chức quốc tế. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2020, tổ chức bầu cử vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, hòa giải dân tộc và tôn trọng nhân quyền. Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi chế độ Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011. Vào ngày 10 tháng 3 vừa qua, thì chính phủ chuyển tiếp của Libya được thành lập. Tuy nhiên, thì Liên Hiệp Quốc ước tính vẫn còn khoảng 20.000 binh lính nước ngoài và lính đánh thuê ở Libya. Một nguồn tin từ Điện Buckingham cho biết Hoàng gia Anh cần làm nhiều hơn nữa để ủng hộ sự đa dạng sắc tộc trong số các nhân viên và thành viên của mình, nhất là sau những sóng gió liên quan đến Hoàng tử Harry và công nương Meghan vừa qua. Trong bản báo cáo thuế hàng năm của các nhân viên làm việc tại Hoàng gia Anh, chỉ có 8,5% nhân viên là những người thuộc dân tộc ít người. Đây là lần đầu tiên báo cáo này được công khai. Một nguồn tin giấu tên trong Hoàng gia Anh nói, chúng tôi nhận ra chúng tôi chưa ở mức độ mà mình nên đạt tới. Nữ hoàng và các thành viên hoàng gia luôn khuyến khích và cổ vũ cho sự đa dạng sắc tộc trong đất nước, lẫn trong khối thịnh vượng chung, và nguồn nhân lực làm việc trong hoàng cung cũng nên phản ánh điều đó. Chúng tôi vẫn chưa làm đủ, chúng tôi có thể làm tốt hơn. Đại diện của Hoàng gia Anh cũng cho biết họ muốn tăng số nhân viên dân tộc thiểu số lên 10% vào năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Oprah Winfrey vào tháng 3, công nương Meghan đã cáo buộc có nhân viên hoàng gia đưa ra bình luận phân biệt chủng tộc nhắm vào cô. Anh trai của hoàng tử Harry, cũng là chồng của công nương Meghan, sau đó lên tiếng bác bỏ, cho rằng hoàng gia không phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, nữ hoàng nói rằng đây là vấn đề rất đáng lưu tâm và cần phải xem xét. Đại diện của Hoàng gia Anh sau đó cũng cho biết sẽ có những cuộc điều tra với các nhân viên về cáo buộc xúc phạm công nương Meghan. Ông Michael Steven, người quản lý tài chính của nữ hoàng, mới nói với các phóng viên rằng quá trình điều tra và xem xét vấn đề này đang diễn ra. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Britney Spears đang là tâm điểm chú ý của Hollywood khi trực tiếp phát biểu trước tòa hôm 23 tháng 6. Cô cho biết cảm thấy như nô lệ và mong thẩm phán sớm xóa quyền giám hộ của cha ruột là ông Jamie Spears. Nhiều năm qua, thì ca sĩ bị đội ngũ của cha ép biểu diễn kiếm tiền, không được tự ra quyết định về cuộc sống, từ chuyện trang trí nhà cửa cho đến kết bạn, sinh con. Ngay lập tức, nam ca sĩ Justin Timberlake, đàn chị Mariah Carey cùng rất nhiều ngôi sao lên tiếng ủng hộ và kêu gọi trả lại tự do cho ca sĩ Britney Spears. Sau phiên điều trần ngày 23 tháng 6 cùng những lời khai chấn động về cuộc sống như nô lệ, bị tước hết quyền cá nhân của ca sĩ Britney Spears suốt 13 năm khiến cả Hollywood rung chuyển. Rất nhiều người đã lên tiếng để ủng hộ nữ ca sĩ sinh năm 1981. Ca sĩ Justin Timberlake, người yêu cũ của cô, viết trên Twitter: sau tất cả những gì đã thấy hôm nay, chúng ta nên ủng hộ Britney lần này. Dù quá khứ có tốt hay tồi tệ, không quan trọng nó kéo dài bao lâu, thì những gì đang xảy ra với cô ấy là không đúng. Không có người phụ nữ nào đáng bị ngăn cản đưa ra những quyết định liên quan đến chính cơ thể mình.
Sau đó, anh Timberlake còn liên tiếp chia sẻ đến ba bài liên quan đến cô Britney Spears, trong đó khẳng định cả anh và vợ là diễn viên Jessica Biel đều ủng hộ nữ ca sĩ đấu tranh cho tự do. Nữ ca sĩ Mariah Carey thì viết, chúng tôi yêu em, Britney, mạnh mẽ lên. Ca sĩ Hosea cũng chia sẻ rằng, cô hy vọng ca sĩ Britney sẽ được trả tự do, cô ấy xứng đáng nhận điều đó, và bày tỏ sự ngưỡng mộ vì sự can đảm của cô Britney khi dám nói ra tất cả. Bố đẻ của Britney Spears, người giám hộ cô suốt 13 năm qua và là đối tượng bị chỉ trích nhiều nhất sau khi nghe lời điều trần của con gái, đã lên tiếng xin lỗi Britney vì đã gây ra cho cô quá nhiều nỗi đau. Còn mẹ đẻ của nữ ca sĩ chia sẻ bà lo ngại cho Britney Spears khi cô quyết định công bố mọi chuyện đau lòng. Sau một thời gian tạm lắng thì làn sóng biểu tình tại Thái Lan lại đang tiếp tục nổ ra. Vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, hàng trăm người biểu tình ủng hộ dân chủ Thái Lan đã xuất đường, kêu gọi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức và thay đổi hiến pháp để hạn chế ảnh hưởng của chế độ quân chủ. Theo Reuters, vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, chính phủ của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội của công chúng về cách ứng phó dịch COVID-19, tình trạng kinh tế trì trệ và chính sách vaccine. Lãnh đạo biểu tình Chatubat Bunbat Tararasa nói với đám đông ở thủ đô Bangkok rằng hiến pháp là phải do người dân tạo ra. Cuộc biểu tình diễn ra vào ngày 24 tháng 6 trùng với ngày Thái Lan tuyên bố chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế 24 tháng 6 năm 1932, sau đó lập nên chế độ quân chủ lập hiến. Anh Chatubat nhấn mạnh, trong 89 năm kể từ khi chế độ chuyên chế chấm dứt, Thái Lan chẳng đi tới đâu. Khoảng 2.500 cảnh sát ở Bangkok đã được huy động để duy trì trật tự. Năm ngoái, nhiều cuộc biểu tình do sinh viên đứng đầu cũng đã nổ ra trên khắp Thái Lan, thu hút hàng ngàn người tham gia. Tại Indonesia vừa qua, thì những người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Rizieq Syihab đã đụng độ với cảnh sát gần một tòa án quận, nơi đang xét xử ông vì cáo buộc tung tin đồn thất thiệt về sức khỏe của mình. Cụ thể thì trong một video được đăng trên kênh YouTube của bệnh viện nơi giáo sĩ đang được điều trị COVID-19, ông Rizieq đã tuyên bố rằng mình khỏe mạnh mặc dù đang dương tính với COVID-19. Trong một buổi phát sóng trực tiếp về phiên tòa thì thẩm phán Kanwanto nói rằng ông Rizieq phạm tội truyền bá thông tin sai lệch và cố ý gây rắc rối cho người dân. Sau đó ông bị kết án 4 năm tù. Ngay sau khi tòa tuyên án thì ông Rizieq nói trước tòa rằng ông kịch liệt phản đối việc này. Vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, Reuters đưa tin New South Wales, tiểu bang đông dân nhất của Úc, đã báo cáo sự tăng vọt số ca nhiễm COVID-19 mới mắc phải tại địa phương trong ngày thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, thì một bộ trưởng chính phủ tiểu bang này đã có kết quả dương tính. Vào ngày 24 tháng 6, New South Wales ghi nhận 11 ca nhiễm mới tại địa phương đã được báo cáo, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt bùng phát gần nhất lên hơn 40. Bang này đang chiến đấu để ngăn chặn đợt bùng phát mới của biến thể virus Delta rất dễ lây lan ở Sydney, thành phố lớn nhất của Úc, và là nơi sinh sống của 1/5 dân số đất nước. Các quan chức y tế cảnh báo với chủng virus mới này, việc lây nhiễm có thể xảy ra ngay cả khi tiếp xúc tối thiểu với những người bị nhiễm bệnh. Bộ trưởng Nông nghiệp của New South Wales, ông Adam Marshall, cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bộ trưởng Y tế bang Brad Hazard cho biết ông đã được yêu cầu tự cách ly sau khi được cho là có thể đã tiếp xúc gần với một trường hợp dương tính, làm dấy lên lo ngại về việc virus lây lan trong nghị viện tiểu bang. Kính thưa quý vị, sau khi UEFA từ bỏ kế hoạch của thành phố Munich thắp sáng sân Allianz Arena với 7 sắc cầu vồng tại trận tuyển Đức đón tiếp Hungary ở lượt cuối bảng F Euro 2020 diễn ra lúc 2 giờ sáng 24 tháng 6 vừa qua. Hậu vệ Thomas Müller của Bỉ đã mô tả thái độ này của UEFA là thời Trung Cổ. Hậu vệ Munier cũng cho biết anh sẽ không khuyên bất kỳ cầu thủ bóng đá nào công khai là đồng tính vì điều đó có thể khiến cho cuộc sống của họ trở nên khó khăn trong một câu lạc bộ bóng đá. Trước đó, vào thứ Tư, Bỉ đã thông báo đội trưởng của họ sẽ đeo băng đội trưởng màu cầu vồng ở trận đấu tiếp theo và Hiệp hội bóng đá Bỉ đang xem xét các cách khác để thể hiện tình đoàn kết với phong trào LGBT. KBVB cũng chỉ trích quyết định của UEFA nhằm phản đối luật chống LGBT ở Hungary. Thủ đô của Đan Mạch vừa được tạp chí Monaco bình chọn là thành phố có chất lượng sống đứng đầu thế giới, thưa quý vị. Đây là lần thứ tư kể từ năm 2007, Copenhagen đạt được danh hiệu này. Sau một năm gián đoạn vì COVID-19, tạp chí Monaco trở lại với bảng xếp hạng quen thuộc của mình. Năm nay, ngoài Copenhagen, các thành phố khác nằm trong top 5 là Zurich, Helsinki, Stockholm và Tokyo. Ông Andrew Tutt,
Tổng biên tập tạp chí Monocle nói Copenhagen là một trong những nơi mà mọi người thực sự khao khát vì nó mang đến chất lượng cuộc sống tốt cho tất cả. Thành phố sạch sẽ có chất lượng không khí tuyệt vời cũng như đã đạt được rất nhiều giải thưởng về quản lý đô thị. Năm nay, sau khi đã trải qua một thời kỳ Covid-19, tiêu chí của bình chọn các thành phố là xây dựng lại so với trước đại dịch tốt hơn, nền kinh tế, bản sắc văn hóa, nghệ thuật, đường phố, giao thông vận tải, các công viên và những điều người dân có thể tự hào. Ngoài ra, các yếu tố khác cũng được coi trọng như tính lãnh đạo của công dân, chính sách về nhà cửa và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông Tyler Brewer, chủ tịch tờ báo cho biết, thật khó để xác định chính xác những yếu tố trên, nhưng chúng tôi đã làm hết sức. Cơ quan quản lý công nghệ của Singapore GovTech vừa thông báo trong năm tài chính 2021 này, họ sẽ đầu tư khoảng 3,8 tỷ đô la vào lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo GovTech, mục đích của dự án trên là giúp chính phủ Singapore chuyển đổi sang kỹ thuật số hay số hóa các dịch vụ cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Dự án này sẽ tiếp tục các dự án trước đó để giúp cho quá trình chuyển đổi số đi vào thực chất hơn. Nhất là trong thời kỳ Covid-19 như thế này, nên kinh tế rất cần đi sâu vào khoa học công nghệ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ có nhiều cơ hội. Họ có thể tham gia tới 83% trong toàn bộ thị phần của dự án chuyển đổi trên. Dự tính khoảng 70%, tức 2,7 tỷ đô la của toàn bộ gói tài chính sẽ được phân bổ tới 250 dự án nhỏ với mục đích chuyển đổi, tích hợp và sắp xếp lại các dịch vụ kỹ thuật số ở cả hai lĩnh vực, phục vụ dân cư và phục vụ giới doanh nghiệp. Ở khắp các lĩnh vực trên cả nước, số còn lại sẽ giúp xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin như đẩy mạnh phát triển các hệ thống đám mây. Vừa qua, Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông dự báo là tính đến hết quý 2 năm 2021, chỉ số xuất khẩu của nước này sẽ tăng quý thứ 5 liên tiếp lên 48,7 điểm, cho thấy các nhà xuất khẩu trong nước đã dần lấy lại niềm tin vào triển vọng của lĩnh vực này. Theo một cuộc khảo sát do HKTDC thực hiện, niềm tin của các nhà xuất khẩu tiếp tục được cải thiện trên hầu hết các lĩnh vực công nghiệp và các thị trường chính, trong đó máy móc thiết bị tăng 13 điểm lên 55,9 và điện tử tăng 9,8 điểm lên 48,8, cả hai đều cao hơn mức trung bình chung. Về thị trường xuất khẩu, niềm tin vào Trung Quốc đã quay trở lại mạnh mẽ. Bên cạnh đó là các thị trường khác như Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Mỹ. Kính thưa quý vị, tại Trung Quốc sau 7 tháng bị đóng băng vừa qua, thì hồ Tianchi đã dần tan ra, tạo một cảnh quan tuyệt đẹp trên dãy núi Trường Bạch ở đông bắc Trung Quốc. Thêm vào đó, thì người dân địa phương đã vô cùng thích thú với một hiện tượng hiếm gặp xuất hiện khi mặt trời chiếu qua những đám mây chứa các tinh thể băng trông giống như cầu vồng. Phần hào quang tuyệt đẹp tạo thành một bức tranh gợi nhớ đến những thước phim cổ trang và thần tiên. Rất nhanh sau đó, nhiều du khách đã leo lên đỉnh núi để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời. Hồ Tianchi là hồ miệng núi lửa cao nhất ở Trung Quốc. Từ tháng 5, nhiệt độ trung bình hồ thấp hơn 2,7 độ C so với cùng kỳ năm ngoái, ít gió giật hơn trong khu vực. Do đó, thời gian tan băng của hồ Tianchi muộn hơn những năm trước khoảng 10 ngày. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin FBNC Thế giới hôm nay cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.